mẹ anh phải biết xem nó như nào chứ. Bây giờ anh chưa nhìn thấy anh Dũng, anh đã bảo trong đấy rồi. Không phải tự nhiên đâu. Bây giờ anh quay ra anh nghi ngờ anh Dũng hay gì cả, hay là nghi ngờ ngoại gì cả. Mấy lần trước rồi rủ nhau đi mua đồ các thứ, anh không nói làm gì, bảo bê thôi, thiếu đồ gì đi mua, anh không đi được thì anh Dũng này đi không sao. Mà nó không hiểu tao bê nó bỏ đi như thế. Thật sự tao không biết là nó có yêu tao thật hay không đấy. Hay để đến cái lúc nó bê tao phát hiện ra, tao tận mắt tao nhìn thấy chúng nó, thì lúc ý bê thì mày bảo tao làm nào. Hello anh em nhá, thì trước khi vào video mình sẽ giới thiệu một con game có tên là 789bet anh em ạ. Anh em ơi, thì đây là một con game cực kỳ là uy tín, nhà cái bên nước ngoài anh ạ. Đấy mọi người ơi, mọi người mà muốn chơi ấy thì mình sẽ để link ở phần mô tả video mình nha mọi người nhá. Đấy mọi người ạ, thì mọi người sẽ vào đây mọi người đăng ký tài khoản ấy mọi người để chơi game. Mọi người đăng ký xong thì sẽ được ngay là 38k nha mọi người nhá. Đấy để mọi người chơi. Đấy thì hàng tuần 789bet tặng theo doanh thu cực khách hàng lên đến 56.789.000 Việt Nam đồng mọi người. Rất là nhiều luôn mọi người, nhìn con số là khủng như thế mà mọi người. Này, ngoài ra còn có thể nhận thưởng theo ngày của doanh thu được từ 58.789.000 đồng mọi người. Nói chung là con số mà nó to thế mọi người, nhìn khoái luôn đấy mọi người. Đấy thì chơi game được tặng thưởng ngẫu nhiên theo giờ vàng luôn mọi người. Đấy tư tán ưu đãi hot luôn mọi người. Đấy mỗi ngày khách nạp mỗi ngày khách hàng có thể nhận 3 lì xì 88.888k khi nạp 500k mọi người. Đấy bảo hiểm khách hàng chơi thua game bắn cá nhà cái bạn 18.789.000 Việt Nam đồng. Đấy nói chung là con game này là đang có ưu đãi cực kỳ lớn với khách hàng luôn mọi người. Đấy thì đa dạng hình thức nạp tiền này, trực tuyến 1 ngân hàng quét mã QR này, thanh toán tại quầy ATM, thẻ cào điện thoại mobile này, Viettel Pay trực tuyến 2 hoặc USDT mọi người. Đấy rất nhiều cổng cho mọi người nha. Đấy VIP càng cao thì thưởng càng lớn, hoàn trả mỗi ngày tới 3% mọi người. Đấy nhưng mà con game này thì nó là gọi là thánh uy tín rồi mọi người, cực kỳ là uy tín luôn, uy tín như mình này mọi người, như mình uy tín như này mà. Đấy thì đối với tất cả thành viên của 789bet đã tham gia đặt cược tại tất cả các trò chơi slot bắn cá đều có thể nhận thưởng từ những phần thưởng lớn tại nhà cái 789bet, game đổi thưởng uy tín hàng đầu châu Á mọi người. Đấy đấy mọi người, thì đây là bây giờ mình sẽ gọi là thử vào đây mình chiến thử con game cho mọi người xem nha mọi người nhé, xem mà gọi là nó uy tín như nào mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chơi bắn cá đi mọi người ơi. Đấy và bắn cá chưa nhỉ? Xem nào, thì bây giờ mình sẽ vào là jackpot bắn cá đi mọi người ơi. Đấy và xoay nữa này mọi người ơi, đây rồi mình xoay màn hình này rồi nữa này nè, đây rồi vào rồi mọi người ơi, vào sảnh rồi nè. Đấy đây thì mình sẽ đây mình ở vị trí này mọi người ơi, mình sẽ tăng mức đạn lên nha. Đấy mình tăng lên nữa này, mình tăng lên 5 thôi mọi người ơi. Đấy giờ mình bắn đây mọi người ơi, mọi người nhìn mình bắn nha. Đấy đấy lổ luôn này mọi người ơi, thấy chưa, vừa bắn phát nó lổ luôn mọi người ạ. Này cộng tiền này đó, thấy chưa mọi người ơi, chơi cực kỳ là dễ luôn mọi người ạ. Đấy con game này mình cực thích luôn mọi người ơi. Đấy lại cộng kìa, mọi người nhìn mình bắn này. Đấy xài ui rồi, con này chạy đâu chạy được. Đấy lại bắn được con này, bắn gọi là bắn vỏ dưa trúng vỏ dừa mọi người ạ. Đấy lại là bắn đâu trúng đấy, tài bách phát bách trúng mình thì nó là ấy rồi mọi người ạ, nó phải gọi là thằng chứ đơn giản đâu mọi người. Đấy mình bây giờ mình khóa con này vào này nào, chạy đâu con sâu nào mọi người, chưa có nghe là cực kỳ là uy tín luôn mọi người ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ ra mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ra nhá. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình sẽ chiến tiếp con game gọi là Baccarat cho mọi người xem nha mọi người nhá. Đấy chiến game để tăng độ uy tín cho mọi người này mọi người ơi, và phần game bài nhá. Đấy phần game bài này mọi người ơi, thì đây mình lướt lại rất nhiều trò luôn mọi người ạ. Đây có phần Baccarat này mọi người ơi, chơi này là chơi giống như tài xỉu luôn mọi người ạ. Đấy chơi cực kỳ là dễ luôn. Đấy mọi người ơi, nhìn cầu này, cầu nhà cái thắng à, cầu xem nào, nhà cái mà đỏ nhà cái cầu hai, cầu hai hai tám một hai, thì bây giờ mình sẽ đặt nha, đặt 100 vào là nhà cái đi mọi người ơi. Chơi luôn nhà cái mọi người nhá, nào sao đấy giường này mọi người ơi, đâu sao chà ấy ui dồi, chị thắng luôn mọi người, mày thấy không? Đây thắng luôn, lại là mình cộng này đấy, mình cộng 195 luôn mọi người ơi, mọi người thấy chưa, cực kỳ là uy tín luôn đấy mọi người ạ. Chơi con game này nó phải độ uy tín cao như thế này mọi người ạ, thì nó mới gọi là gây cảm xúc mọi người ạ. Tuy nhiên này các bạn mà bạn nào mà muốn kiếm tiền thì mình sẽ để link tải con game này ở phần mô tả của mình nha mọi người nhá, mọi người vào ấy mọi người kiếm tiền cùng mình nhá. Ok giờ đến với video mình nhá, bye bye. À, không vào nhà đi, ngồi đi làm cái gì? Anh đợi, đang đợi cứ gọi nó về.
nó từ hôm qua đến giờ chưa về à? Tối qua mày biết, có biết là anh đi, anh với anh Công đi tìm nó không? Tìm ở đâu? Bây giờ không biết là nó với cả Hoàng Dũng nó có đang ở trong nhà nghỉ không. Nhưng mà tối hôm qua là anh thấy xe máy mà cái loại nó đi nó đang ở nhà nghỉ rồi. Nhưng anh vào đấy tìm, anh vào tìm thì thằng chủ nhà nghỉ nó không cho anh vào. Sao lại đi nhà nghỉ? Nhưng mà có phải không? Còn phải đúng không? Đúng không? Nó đi xe chị Phương chẳng nhẽ anh không biết à, cả anh Công ở đấy mà nữa. Xe máy thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà bây giờ anh đi vào đấy anh có nhìn đúng không đã chứ? Anh chắc chắn đấy là xe con Huệ nó đi luôn. Như về bảo tối qua là anh định ở đấy ngồi ở đấy anh đợi xem chúng nó ra xem bắt tận tay xem nào, nhưng anh Công anh cứ lôi anh về. Sao nhưng mà chắc là cái Huệ chỉ có một cái xe máy chị Phương rồi gì? Mày bảo mày xem, bây giờ nhá, ông Dũng cũng bỏ đi. Ông Dũng đi trước, xong con Huệ nó cũng đi theo. Bây giờ mày bảo anh, bây giờ anh phải suy nghĩ như nào? Anh phải làm sao? Hả? À, bây giờ mày anh phải biết xem nó như nào chứ. Bây giờ anh chưa nhìn thấy anh Dũng, anh đã bảo mày trong này, đấy rồi. Không phải tự nhiên đâu. Bây giờ anh quay ra anh nghi ngờ anh Dũng hay gì cả. Hay là nghi ngờ Huệ gì cả. Mấy lần trước rồi, rủ nhau đi mua đồ các thứ. Anh không nói gì, bảo bê thôi. Thiếu đồ gì đi mua anh không đi được thì anh Dũng này đi không sao. Nhưng để đến cái hôm qua ấy, lấy lý do là đi đón anh Vịnh mà đi miền biệt từ sáng đến 5-6 giờ chiều tối mới về. Mà xuống Bắc Linh, mày ở Bắc Linh mày cũng biết là từ đây về Bắc Linh nó chỉ mất 1.5 tiếng thôi. Chả gì cả. Nhưng bây giờ hai đâu có ai người đi. Mà đi từ sáng sợ từ 7-8 giờ sáng xong đến tận tối về, mày bảo về anh. Bây giờ anh không nghi ngờ, anh biết không được đấy. Bởi vì em thì bây giờ em mới lên, nhưng mà chắc đi xuống đấy thì nó cũng là xa chứ. Ở đấy chắc là mọi người thế, mọi người bảo nói chuyện là làm thủ tục các thứ thì chả phải đợi em gì. Anh Vịnh còn gọi điện cho anh, bảo là 4 giờ anh Vịnh làm xong hết hồ sơ rồi. Mà 4 giờ anh Vịnh, sáng sớm hay chiều? 4 giờ chiều anh Vịnh làm hồ sơ xong rồi. Anh Vịnh còn ngồi đợi. Anh vừa anh cũng xem được cái video của anh Vịnh. Là anh Vịnh còn em ngồi đợi. Ngồi đợi Hoàng Dũng, anh Dũng lên đón là có cả Huệ đi cùng Huệ. Nhưng mà đến tận hơn 4 giờ thì mới lên tới nơi đấy. Mày bỏ đi từ sáng như thế. Hay là không biết nhà, nhưng mà bây giờ mấy điều là cũng là mấy anh em chứ có phải ai người ngoài đâu mà anh lo. Ai mà nhớ đâu là anh ý đi đường lại gặp sự cố gì xe cộ. Anh em bây giờ mày bỏ anh em tin tưởng nhau quá. Rồi đến lúc xảy ra chuyện rồi bây giờ. Bây giờ anh bây giờ mới chỉ là anh đang nghi ngờ thôi, nhưng anh muốn làm rõ mọi chuyện như nào. Nhưng bây giờ chúng nó bây giờ không ai nói với anh cả, bây giờ cứ thế nó bỏ đi. Bây giờ mày bỏ ra làm nào? Bây giờ cái chuyện thì coi như ấy đi. Bây giờ em hỏi anh là thế hôm qua anh đi ra nhà nghỉ, anh gặp cái xe chị Phương đúng không? Chính mắt tao với cả anh Công ở đây bao lâu rồi anh Công không biết xe Phương như nào. Thế bây giờ chỉ thấy mỗi xe chị Phương đúng không? Chưa thấy người ấy gì. Anh Công bỏ là Hoàng anh Dũng đi bộ cũng bỏ đi. Bây giờ cái Huệ nó đi ra như thế, bây giờ bảo bây giờ anh cũng chỉ đang nghi ngờ không biết là hai đứa có ở trong đấy không. Nhưng mà bây giờ mày trước mắt anh thấy như thế, bây giờ mày bảo anh làm nào hả? Cả đêm anh không ngủ, anh ngồi đây anh xem chúng nó khi nào chúng nó về đây. Là biết được chắc gì, chắc có đi cùng nhau đâu mà cứ phải lo quá làm gì. Em bây giờ mày ấy nó tao yêu nó như nào, bây giờ đến mức tao bây giờ tao phải ghét này. Mà nó không hiểu tao bây giờ nó bỏ đi như thế. Thật sự tao không biết là nó có yêu tao thật hay không đây. Hay để đến cái lúc bây giờ tao phát hiện ra, tao tận mắt tao nhìn thấy chúng nó, thì lúc ý bây giờ thì mày bảo tao làm nào? Hay là bây giờ tao làm rõ ra trước thì nó sẽ tốt hơn. Thế bây giờ nó không yêu anh, nó ở đây với anh làm cái gì? Còn nghĩ anh ta anh tin. Bây giờ mấy anh em làm ở cùng nhau lâu rồi bây giờ cứ đọc thế thôi. Tao chẳng nghi ngờ gì đâu. Như từ cái lúc về Bắc Linh ấy, hai đứa làm ăn khó khăn không có gì ấy, nó cũng bỏ vậy lên Thái Nguyên một lần rồi. Nó còn cái chuyện của nó xảy ra tao không muốn nhắc lại, nhưng mà tao vẫn phải xoay tiền, tao lo nó, tao đưa nó về đây. Để bây giờ xảy ra chuyện này ấy, thật sự tao không mong muốn, tao chẳng muốn làm căng lên làm gì cả. Nhưng bây giờ tao chỉ muốn làm rõ là nó có yêu tao hay không, nó muốn như nào với tao. Chứ bây giờ để nó đi từ suốt từ sáng, nó không bỏ gì tao câu nào. Tao gọi điện cho nó không được, gọi điện cho Dũng không được. Chả nhẽ về cả hai người cùng hết pin à? Hả? Mà đi từ sáng đến tận 5 giờ, 6 giờ tối.
bảo bây giờ có người đi cùng không sao, chị Phương Linh để làm gì? Mà ông Dũng phải xuống đấy mới là cái hoại, xuống tận Bắc Linh, xuống hoại từ sáng sớm như thế. Em biết được các như nào, em thì em vừa mới lên, em ai ngờ là các ông đã cãi nhau rồi này. Cái này giờ em chả biết như nào, nhưng mà chỉ thấy từ đầu là bây giờ anh em vẫn ở với nhau bình thường. Bây giờ thành thế này. Nhưng mà còn còn cái chuyện hôm qua là anh ra nhà nghỉ anh thấy cái xe này rồi gì? Tao thấy đấy, anh công bắt tao về đây. Nhưng mà bây giờ bảo chả nhiên đâu tao tự nhiên tao đi gây chuyện hay là nghi ngờ này lọ là kia, tao chưa bị dở hơi. Biết nhưng mà nó xảy ra nhiều lần rồi. Nó đi cùng ông Dũng nhiều lần rồi. Nhưng mà nó lần nào đi cũng bảo đi mua đồ này đồ kia. Thôi tao không quan tâm, tao không để ý mấy vấn đề nhỏ ấy. Nhưng để đến bây giờ này, hôm qua này, hai độc hai người đi với nhau từ sáng đến 5-6 giờ chiều mới về. Thì tao cũng chỉ muốn hỏi để làm rõ thôi. Nhưng mà bê quay sang ấy, nó cũng cãi tao. Nó không giải thích hay là nói, tao hỏi nó là nó đi những đâu nó cũng không nói tao. Thì bê tao làm nào? Để em nói như này này. Bây giờ cứ để xe nào đã. Bây giờ cái này thì em không biết như nào cả. Tóm lại là anh cứ đi vào trong kia đi. Tí nữa nếu mà thể nào tí trả về, về thì lại nói chuyện bình thường xem nó đi đâu là được. Còn nó, em biết được nó có ở nhà anh nghỉ hay không, hay anh nhầm xe. Ngoài là gì, thiếu gì cái xe là như thế. Đi vào đi. Vào chơi.